quảng cáo rầm rộ với những lời mời gọi mua sắm giá siêu rẻ, giảm tới 90%. Dù mới vào Việt Nam, Temu đang thu hút lượng lớn người mua hàng và tăng thêm sức ép cho các nhà kinh doanh online trong nước. Hiện nay, các sàn thương mại điện tử nước ngoài như là Temu đổ bộ vào Việt Nam. Hiện tại với các cái loại mặt hàng rất là rẻ, chúng tôi hiện tại đang tự tin về chất lượng của mình. Nhưng về các mức giá thì nó đang có sự cạnh tranh rất là lớn. Thì người tiêu dùng rất là ưu tiên về các cái mức giá. Hiện, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển thương mại điện tử trung bình khoảng 25% một năm, thuộc top đầu khu vực Đông Nam Á. Số lượng người tiêu dùng mua sắm trực tuyến hiện tại đã vượt ngưỡng 61 triệu người, với giá trị mua sắm trực tuyến vào khoảng 336 đô la Mỹ một người. Do đó, nếu chiếm lĩnh thị phần về thương mại điện tử, Temu sẽ là một đối thủ đáng gờm đối với những sàn thương mại điện tử trong nước và các doanh nghiệp Việt. Những quốc gia như Việt Nam là sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất. Khi mà họ ở một cái mức giá mà khó tin như vậy thì chúng ta thấy là gì? Giá để mà cạnh tranh nó đã khó rồi. Vấn đề nữa là hàng hóa của họ là họ sẽ tập kết sát các cái vùng biên giới ở những cái quốc gia mà số dân đông, rồi là xu hướng tiêu dùng là thương mại điện tử có sự phát triển. Bộ Công Thương cho biết đã phối hợp với Tổng cục Quản lý Thị trường và Tổng cục Hải quan tăng cường giám sát, kiểm soát các hàng hóa, sản phẩm từ các nền tảng xuyên biên giới. Thì Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số cũng tích cực phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh, tăng cường nhận thức của người tiêu dùng. Chúng tôi sẽ cùng với Tổng cục Quản lý Thị trường và tiếp tục phối hợp với Tổng cục Hải quan để có thể có cái cơ chế kiểm soát những cái hàng hóa ở khâu nhập khẩu và lưu thông ở trên thị trường đối với những cái nền tảng, đặc biệt là những cái nền tảng xuyên biên giới, và sẽ có một cái giải pháp cụ thể cùng phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông với những cái trường hợp mà những cái nền tảng xuyên biên giới cố tình không thực hiện những cái quy định pháp luật tại Việt Nam. Dù khuyến khích thương mại điện tử không bài trừ hay tẩy chay bất cứ sàn thương mại điện tử nước ngoài nào, nhưng Việt Nam sẽ phải kiểm soát chặt chẽ để chống gian lận thương mại, trốn thuế, đảm bảo công bằng minh bạch cho doanh nghiệp nội địa cũng như quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.